Vâng, xin được chào toàn thể quý khán giả của kênh Xuyên Quầy Vlog. Ngày hôm nay mình xin được đăng tải một video nó hơi đặc biệt một chút. Tại sao mình lại nói là video nó hơi đặc biệt một chút? Đó là tất cả những cái video lần trước Xuyên Quầy đã đăng thì những video đấy mình chỉ là người đàn chứ không cầm mic trực tiếp khóc. Nhưng video ngày hôm nay mình sẽ là người cầm mic khóc, cũng xin chia sẻ với quý khán giả của kênh Xuyên Quầy Vlog, những người đã đăng ký và luôn ủng hộ mình trong những năm qua, và những quý khán giả các bạn chưa đăng ký kênh của mình thì mình đang bắt đầu tập khóc, bắt đầu cầm mic để khóc, để làm sao mà mình mong muốn là mình đã theo cái nghề này thì mình muốn truyền tải những cái tâm tư tình cảm của mình qua những phím đàn và những cái lời ca tiếng khóc, để làm sao cho nó phù hợp, để giúp đỡ cho gia chủ, những người họ đã không may mắn và cũng đã ra đi đấy. Thì trước khi để vào cái video mà mình cầm mic khóc thì mình xin được đăng tải một đoạn video ngắn để mà trả lời cho một số thắc mắc của các vị quý khán giả cũng như là các bạn trên mọi miền tổ quốc có thắc mắc là cái nghề của mình này thì học ở đâu, ai dạy và học như thế nào. Thì ngay bây giờ mình xin mời các bạn là chúng ta cùng đi vào một video ngắn để chúng ta có thể hiểu được cái nghề của mình nó học như nào và nó khó như nào nhé. Xin mời các bạn. Đi đâu? Ngân dài ra thì nó chuẩn. Bỏ đi đâu? Nói chuẩn nó đứng nó đừng ngọc. Ông bỏ đi đâu để cho cháu nội trong thảm ngàn sâu bao nỗi nhớ bao mà thương. Có nghĩa là vừa ta vừa nghĩ ra được, nó phải ngất nga từ từ thôi. Mày phải nghe này, nghe được như này để bắt chiếc đấy. Mày hiểu chưa? Học là học bắt chiếc. Có nghĩa là vừa ca vừa nghĩ ra được thôi, chứ đừng có mà cuống lên nhanh quá. Cuống lên để nghĩ ra là ông nội ơi, lúc cháu còn mẹ nhỏ thơ ngây thì cháu được ông bế, chứ ông bằng 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 ông bỏ cháu đi xa mất đi rồi. Ông nội ơi, giờ đây cháu nội xin được bày tỏ chứ đôi lời. Vâng, vừa rồi quý khán giả đã được theo dõi một video ngắn. Anh em trong trung tâm Nhạc Hiếu Tuổi Trẻ đang đào tạo một học viên rất là trẻ. Qua video ngắn vừa rồi
thì cũng phần nào trả lời được cho các quý khán giả mà thắc mắc cái nghề của mình là học ở đâu và học như thế nào. Các bạn thấy là nó cũng không hề đơn giản. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ theo dõi video mình cầm mic để các khóc thay cho các con các cháu. Thì trước khi vào video mình cũng xin được chia sẻ là mình cũng mới chuyển sang tập khóc được một thời gian, và video này là mình lấy hết dũng cảm, nên là mình rất là nỗ lực để ngồi trước máy quay và trước gia đình anh em con cháu để mình khóc thay cho các con các cháu, nên là nó còn rất là tranh phô và chưa thể nào mà nói là để mà nó hoàn chỉnh, nó còn rất là nhiều thiếu sót, nên là mong quý khán giả thông cảm và đưa ra những đóng góp bình luận thật tích cực để cho mình sẽ cố gắng để làm sao cho nó phù hợp và mình sẽ làm được những điều tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả. Và bây giờ mời quý khán giả hãy đi theo dõi video. Mẹ ơi, thế là lưu luyến mãi thì cũng đến giờ chia ly. Mẹ hiền kính yêu ơi, thế là chỉ còn có một tiếng đồng hồ nữa thôi. Thế là mẹ đã rời xa các con các cháu, mẹ về với tổ tiên mất rồi. Mẹ ơi, đây các con xin tan khóc gọi mẹ trước giờ tiễn biệt mẹ đi xa. Mẹ ơi, đây là cảnh hôm nay con mất mẹ thật rồi, con đau xót lắm mẹ ơi. Mẹ ơi, thế là tương lai mẹ ở đâu, mẹ ngủ ở nơi nào, biết lấy ai sẽ là người chăm sóc cho mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ chẳng ở nhà để các con được chăm sóc cho mẹ? Sao mẹ chẳng ở nhà để các con con cháu được bao yêu đền ơn? Mẹ ơi, mẹ sinh vật ra thì vất vả khó nhọc ở đời, chỗ giúp mẹ lắm, chỗ giúp mẹ dành con. 9 tháng mẹ gìn giữ vì con, mong sao cho con được vương tròn ở đời. Mẹ ơi, thế mà ngày hôm nay các con các cháu muốn báo đáp đèn ngồi cho mẹ, thì mẹ lại bỏ các con đi rồi. Mẹ ơi, từ mai con biết tìm mẹ ở nơi đâu, con biết tìm mẹ ở nơi nào, ba hồn chín vía mẹ ở nơi nào. Mẹ trở về nhà như mẹ hiền kính yêu ơi. Mẹ ơi, lấy toàn thể các con các cháu không gọi mẹ chứ trở về. Mẹ đang ở nơi nào? Mẹ có nghe thấy lời? Mẹ có nghe thấy tiếng con gọi mẹ không?
không quên không quay mẹ không. Mẹ ơi con đang ở trước linh sàng của mẹ đây. Thế là chỉ còn có một bước đồng hồ thôi. Mẹ đã rời xa các con các cháu ở đời. Từ đây các con các cháu có tâm bánh đồng quà bạn mẹ yêu mẹ thì chẳng quật với mẹ ở trên đời rồi mẹ ơi. Được được mất con thì đầy vơi. Không gọi mẹ chớ được mẹ. Mẹ ơi mẹ bà bên các con xin tiễn biệt mẹ từ đây.